Phương, xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ tư ngày 13 tháng 11 năm 2019. Đến với bản tin hoạt thịnh đốn gồm có tin phân tích và phóng sự cộng đồng. Để mở đầu, quý phụ kính mời quý vị theo dõi bản tin phân tích với Võ Thành Nhân và Nguyễn Phú Quý. kính chào chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với bản tin phân tích ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc với lại anh Nguyễn Phú Quý để tìm hiểu một số vấn đề có liên quan đến cái chữ đa ca, dính líu vấn đề di dân và chính sách của Hoa Kỳ sẽ như thế nào sau khi mà tối cao pháp viện à, có những cái phán quyết à, và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi à, trước hết xin được kính chào anh quý, xin chào nhân, xin chào quý khán giả của đài SPTN Washington DC khi mà chúng ta nói DACA thì chúng ta nhớ tổng thống Barack Obama, dạ. anh Quý uh, uh, có biết cái lịch sử của cái DACA nó như thế nào và tại sao tổng thống Barack Obama dính liền với chữ DACA vậy thưa quý, thưa nhân thưa quý khán giả cái chữ DACA nó có nghĩa là defer Actions cho for childhood arrivals những người con em của những người di dân bất hợp pháp qua đây thì năm 2012 tổng thống Obama có ký cái sắc lệnh của tổng thống là vấn đề hành pháp. Thì trên nước Mỹ này có cái ba cái cái cơ quan là hành pháp, tư pháp và lập pháp. Thì lúc đó là à, lập pháp à, thượng viện và à, và hạ viện Mỹ chưa có quyết định là những cái này có hợp pháp hay là không thì ông Obama ký một cái xác lệnh là tạm đình hoãn À, những người mà qua đây bất hợp pháp mà cho người ta một cái cơ hội để mà người ta trở thành công dân của nước Mỹ mà qua một cái hệ thống gọi là uh, permanent residency thì nó cho một cái cái thời hạn là bao nhiêu năm thì nó phải renew có nghĩa là nó phải uh, mình làm lại thì nó nó cái xác lệnh nó được ký năm 2012 của tổng thống Obama và khi mà chúng ta có cái bản tin rất là lớn ngày hôm nay ở tại thủ đô hoa thịnh đốn là vấn đề đa Ca nó sẽ được đem ra xét xử mà dạ. ở Tối cao pháp viện anh Quý ghi nhận như thế nào về vấn đề này thưa quý khán giả thưa nhân à, à, Tối cao pháp viện Mỹ đó nó có hai vấn đề mà nó đang à, cứu xét mà không phải là vấn đề nhân đạo hay là cái vấn đề mà người ta có nên ở đây hay là không à, hai cái vấn đề chính đó là người ta coi coi Tối cao pháp viện coi cái hai cái ba cái hai cái trường hợp cái thứ nhất là những cái ông mà tránh uh, án liên bang federal judge đó, đã bác bỏ ông tổng thống trump vấn đề ký để mà trục xuất những người uh, di dân bất hợp pháp này đi uh, đi về nước của người ta thì cái vấn đề đó cái vấn đề chính còn cái vấn đề thứ hai đó là lúc mà ông trump có cái thẩm quyền của người tổng thống để mà ký cái xác lệnh đó hay là không thành ra hai vấn đề luật pháp mà nói cái chính của nó là hai cái vấn đề đó chứ không phải là cái vấn đề nhân đạo hay là không. nhưng mà chúng ta cũng biết rằng là khi vấn đề di dân của những người mình, bà mẹ mà có bầu, có thai, mang con vào đất Mỹ rồi sau đó sinh con ở Mỹ này, đó cái vấn đề đó không chỉ riêng ở Hoa Kỳ. À, cũng có một cái phong trào đang bành trướng rất là mạnh và những người mà từ nước Trung Quốc qua đây có một cái giống như là một cái kỹ nghệ để đem những người mà đang có thai ở bên Trung Quốc, rồi người ta lập ra mấy cái cái làng ở bên Cali mà giấu rất là kỹ để cho những người có thai, đang mang thai đi qua nước Mỹ, rồi người ta bỏ vào một cái cái, cái khu đó để người ta nuôi cho tới khi mà sắp đẻ thì được, cái người con thì được vào dân Mỹ. Nhưng mà cái đó thì nó hơi khác vấn đề Dhaka là Dhaka là những cái dân mà đã, đã qua đây rồi, rồi những con em mà qua đây đã, đã sinh ở nước ngoài rồi đó. thì ông tổng thống Obama đã ký cái xác lệnh cho người ta tạm ở đây cho tới uh, khi được hợp pháp. Cái đó là cái vấn đề chính của Dhaka. Và nếu mà vấn đề Dhaka vào năm tới mà khi mà tối cao pháp viện giải quyết xong rồi đó, thì nếu có hai trường hợp nó sẽ xảy ra là sẽ stop cái chương trình đó và thứ hai là tiếp tục. Và nếu mà stop thì như thế nào và nếu mà tiếp tục thì ra sao vậy thưa anh quý? Thưa nhân, thưa quý khán giả, có cái vấn đề nóng bỏng là uh, tối cao pháp viện đang cứu xét để tìm ra cái nguyên nhân tại sao ông Trump lại muốn những người này phải đi về nước mà cái thẩm quyền của ông tới cái, cái cái có phải là hợp pháp hay là không thì cái sự quyết định này đó người ta có thể tới tháng 6 năm sau để người ta quyết định thì cái cái thời hạn đó là cái thời hạn mà sắp bầu cử thì nó sẽ nóng bỏng lắm. Rồi hiện tại bây giờ đó trong cái hạ viện người ta đã à, ban hành một cái à, cái sắc một cái luật dự, dự luật đó gọi là HR6 thì nó sẽ cho những người mà gọi là dreamers là trong cái cái, cái vấn đề uh, doi khoa đó thì người ta sẽ ở được đây lâu hơn với cái thời gian mình thời gian có thể tới 10 năm để mà xin vào uh, thành công dân Mỹ thì nó sẽ ảnh hưởng tới 2.5 triệu người và cái vấn đề doi khoa thì bây giờ nó ảnh hưởng tới 700 ngàn người con em mà khi qua đây với cha mẹ một cách bất hợp pháp thì một phần tư những người đó là đang ở California bây giờ thì cái vấn đề ảnh hưởng đó là vấn đề lá phiếu thì khi mà cái hạ viện mà đại đa số là đảng dân chủ đó thì người ta cũng đang kiếm cái phiếu cho năm 2020 thì người ta đã ban hành cái cái xác lệnh đó ở dưới hạ viện nhưng mà bây giờ chờ thượng viện cứu xét và khi mà chúng ta nói tới những trẻ em mà của những gia đình mà thuộc cái giới mà gọi là đa ga 700 ngàn em đó, đó thì trong lúc mà các em đang chờ đợi để một cái gì đó chính thức thì các em vẫn được đi làm, vẫn được đi học và đứng, vẫn được sự trợ giúp của chính phủ Hoa Kỳ. Dạ thưa cái uh, quan trọng nhất á, là nó cấp cho cái giấy mình có quyền mình đi làm, có nghĩa là cái work permit thì cái đó được cấp nhưng mà phải gia hạn mỗi 2 năm. Nhưng mà cái những cái người mà con em bây giờ đó ở đây cả mười mấy năm, 20 năm, cái khó khăn đó là những người phần đông những người này là từ những cái nước Nam Mỹ và Trung Mỹ thì cái tiếng um, mẹ đẻ của người ta người ta không có xài, người ta bây giờ mà có trục xuất người ta về về vấn đề nhân đạo đó, người ta không có biết nói tiếng của xứ người ta về người ta cũng không có sinh sống được. Thành ra có nhiều cái mâu thuẫn giữa à, hai hai đảng dân chủ và đảng cộng hòa thì trong chính cái người mà thẩm phán của tối cao pháp viện đó thì có năm người bảo thủ, thì cái người mà à, bỏ cái lá phiếu cuối cùng là ông John Roberts thì có thể là ông nghiêng về cái phía là cho ông Trump có thể ra cái sắc lệnh của tổng thống là đem mấy người này đi về nước của người ta. Như vậy là cái khi mà cái quyết định mà như vậy đó thì nó sẽ đưa đến cái tình trạng là cái lá phiếu của Latino của năm 2020 sẽ nghiêng hẳn về đảng dân chủ. Dạ, thì cái đảng dân chủ lúc nào cũng đang đi uh, uh, mua phiếu của những người uh, thiểu số, uh, những người di dân thiểu số cả uh, nước Mỹ mà phần đông là những người Latino, những người mà Nam Mỹ và là Trung Mỹ thì cái vấn đề chính trị nó vẫn là một cái chính, vấn đề chính nhưng mà cái vấn đề pháp lý mà, tư pháp là cái tối cao pháp diện đó là cái cơ quan mà phải nghiên cứu phải cứu xét coi những cái xác lệnh của Tổng chính phủ có thẩm quyền hay là không rồi những cái ông mà chánh án của liên bang của San Francisco của New York với lại của Washington DC có đủ thẩm quyền để mà À, bỏ cái xác lệnh của ông Trump hay là không hai cái vấn đề chính là hai vấn đề tư pháp nó có hợp pháp hay là không chứ không phải vấn đề nhân đạo đối với tối, tối cao pháp biệt yeah. à, Kính thưa vị chúng tôi cũng được biết rằng là khi mà chúng ta nói tới đa là chúng ta nói tới người di dân do đó nên nó cũng ảnh hưởng tới những người Á Châu, những người của các quốc gia khác cũng muốn đến Hoa Kỳ do đó nên khi mà ông tổng thống Donald Trump nếu mà ông thành công ông chấm dứt cái chương trình đa ca của tổng thống Barack Obama thì cái lá phiếu năm 2020 ngoài cái Latino ra thì chúng tôi cũng ghi nhận có ảnh hưởng tới một số các quốc gia à, Á Châu mà cũng luôn luôn muốn tìm cách để mà vào Đức Mỹ để mà sinh sống. Dạ yeah, thưa nhân thưa quý khán giả cái vấn đề mà à, tối cao pháp viện đang cứu xét cái này đó là không phải cho những người đang ở Mỹ mà trong cái vấn đề cái chương trình gọi là DACA nhưng mà trong tương lai nếu mà ông tổng thống Trump mà thắng à, cái cái vụ này đó thì uh, trong tương lai rất khó cho những người con em của những nước khác có hy vọng đi vào nước Mỹ một cách bất hợp pháp và được ở lại để có giấy tờ để đi làm và đi học. Thì hiện hiện thời bây giờ đó có nhiều người trong quân đội uh, đang uh, đi lính của Mỹ, thì cũng là những con em của DACA, rồi những người trong uh, trường học cũng ra thạc sĩ, cũng, cũng có nhiều người làm cho chính phủ uh, rất là cao mà là con em của con em... em của những người đa kha đã ở đây mười mấy năm hai mươi năm thì cái đó thì người ta thấy có cái lợi cho cái nước mỹ là mình có nhân tài ở lại đây nhưng mà cái đó là cái vấn đề thượng viện hạ viện nó sẽ đánh nhau về vấn đề lá phiếu về vấn đề nhân đạo thì cái những cái cuộc biểu tình ở trên uh, uh, tối cao pháp viện bây giờ đó ngay trước đó và ngay cả trước quốc hội đó là về vấn đề nhân đạo nhiều hơn còn vấn đề luật pháp là cái vấn đề của uh, tối cao pháp viện người ta phải Quyết định sớm để coi cái ông Trump này có tổng thống Trump có quyền uh, ban xác lệnh cái đó không? Xin được cảm ơn quý, dạ, cảm ơn nhân, cảm ơn quý khán giả của đài SBTN. À, kính thưa chương trình của chúng tôi và anh Nguyễn Phú Quý đến đây xin được tạm ngưng và chúng tôi xin được cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phần hai sau phần thông báo và quảng cáo.